Cuộc sống bộn bề với bao lo toan, đôi khi chúng ta quên mất những điều thật bình dị khiến mỗi người mỉm cười hạnh phúc. Hãy tìm niềm vui từ những điều đơn giản nhất để mỗi ngày sống thật ý nghĩa. Đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến quý khán giả trong phóng sự sau đây. Những lúc rảnh rỗi, chị Hà Thị Hải Đoàn ở phường Pom Hán, thành phố Lào Cai lại tự tay làm những chiếc thạch hoa xinh xắn để tặng cho những người thân trong gia đình và bạn bè. Niềm vui của người đón nhận cũng chính là niềm vui hạnh phúc của chị Hà Đoan. Hôm nay mình có thể làm cho gia đình mình một món ăn mới mà được cả gia đình tán thưởng thì đấy là một cái niềm vui rất là lớn và cổ vũ động viên cho cái người mà cho chính bản thân Đoan như vậy. Trong cái công việc mà mình làm một cái món ăn, một cái đồ ăn đấy, niềm vui trong cuộc sống thì nó rất là giản dị. Nó cũng sẽ tạo lên cho mình những cái động lực và có thể là lan tỏa những cái động lực đó cho những thành viên khác trong gia đình nhà mình hoặc là anh em bạn bè của mình. Còn với chị Trương Thu Hà ở phường Bắc Cường, ngày nào trong ngôi nhà của chị cũng có một vài lọ hoa tươi. Những lọ hoa không những trang trí cho không gian sống thêm rực rỡ, tràn ngập sức sống, mà còn là cách chị Hà thỏa sức sáng tạo, tạo niềm hạnh phúc nho nhỏ cho bản thân để xua tan những căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống. Cắm hoa như thế này thì nó cũng mang lại cho mình một cái cảm giác thư giãn, xả stress này. Rồi là những cái màu sắc ở trong nhà ấy thì nhiều khi cũng khiến cho cái tâm trạng của mình nó thoải mái, nó vui hơn. Và nhiều khi thì từ đấy mà chăm con thì cũng có thể nói là cũng dễ dàng hơn. Hoặc là những cái mùi hương của hoa ấy thì cũng sẽ làm cho cái tâm trạng, cái tinh thần của mình nó cũng sảng khoái hơn ấy. Là mình thích, nói chung là mình thích màu sắc, mình yêu mùi hương. Cho nên là căn nhà của mình lúc nào là cũng phải có đủ các loại hoa luôn. Với chị Hà, chị Đoan, niềm vui hạnh phúc là do chính mình tạo ra. Đó là được sống mỗi ngày mạnh khỏe, được cùng gia đình quây quần, cùng bạn bè thưởng thức những bản nhạc yêu thích, ngắm nhìn những bông hoa khoe sắc, làm những việc ý nghĩa. Biết trân trọng những điều nhỏ bé, bình dị trong cuộc sống, đó là cách chúng ta chọn cho mình những niềm vui. Sinh hoạt về vấn đề dân vũ và thể dục thể thao này thì các cô là những người cao tuổi đều tham gia để có một sức khỏe và vui khỏe, có ích, vừa có ích cho xã hội và vừa có ích cho gia đình. Thì các cô cảm thấy phấn khởi và trẻ ra là đi giao lưu khắp nơi. Các cô là hơn 70 tuổi nhưng cảm thấy là mình chỉ khoảng độ 60 tuổi. Đấy. Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu. Hạnh phúc vì vậy không phải là điều gì quá lớn lao hay xa vời, mà chính là những niềm vui rất đỗi đời thường và dễ dàng tìm thấy trong cuộc sống.